vậy hết rồi, tối giờ người ta BM người ta tán tỉnh em sao? Bình thường cũng đã rất nhiều người BM rồi. Thì ra là vậy. Ok, xin giới thiệu với các bạn nha. Đây là bạn Miu Miu. Bạn hình như chơi server bot gì nhỉ? Bot bao đúng không? Chơi server bot bao. Level nhiêu rồi em? Em level 30. Trời ơi, má ơi. Level 30 mà lại chơi cái server gọi là cái server gọi là cổ đại như vậy, em không sợ là em bị thọt à? Em bị dụ. À. Em bị dụ chơi. Có nghĩa là chơi game với bạn đúng không? Ừ. Đúng rồi. Chơi game mà người ta nói chơi game là phải có anh em chơi chung nó mới vui. Này là bị dụ chơi chung. Ok, thôi có gì bây giờ mình sẽ vào màn hình game mình điểm danh sơ qua lại cái sự kiện của cái tuần qua. Ok, xin chào bạn Trung Vũ nha. Hôm nay các bạn vô xem quá trời đông luôn. Ok, các bạn nhớ là thả tim. Thả like tim. Đúng rồi. Thả tim, like share mà share làm sao em? Chia sẻ chế độ công khai. Đúng rồi, chứ chia sẻ ra bịch là thua. Ok, nhớ là like share và chia sẻ công khai nha, rồi xong quay lại comment tên của khách mời ngày hôm nay. Hôm nay bạn này hơi bị xinh. Lúc đầu á, nói thiệt với mấy ông nha, lúc đầu á tôi rủ đi live stream. Trời ơi, em nói thôi em ngại lắm, đây lần đầu em live stream. Trời ơi, hôm nay cái bà vô bà quất luôn nguyên một cái bộ công chúa. Biết vậy là nãy là tôi mặc đồ vest rồi mới hợp với bà chứ sao bây giờ. Hả? Tại vì em không nghĩ là anh mặc. Nói như vậy. Được. Trên các bạn đang xem đừng có hạ nhục nhau như vậy phải không? Ok, vậy bây giờ mình sẽ điểm sơ qua cái hoạt động tuần này. Trong cái hoạt động, trong cái sự kiện tuần này á, em thấy cái sự kiện nào là hấp dẫn nhất? Mình thấy có sự kiện là khuyến mãi nạp, mình sẽ được 200%. À, đúng rồi, anh rất là thích cái sự kiện đó luôn. Nhưng mà thật ra có nhiều bạn nói với anh đó là các bạn không hiểu là nhân 200% là nhân như thế nào. Mà em cũng có hiểu không? Em cũng chưa hiểu cho lắm. Ok, vậy bây giờ anh sẽ giới thiệu cho các bạn và em biết thế nào là nhân 200%. Các bạn phải vô cái phúc lợi, kéo xuống dưới, nó có cái thưởng nạp mỗi ngày. Thì đây là giao diện mà tặng 200% đây. Đó, khi mà em thí dụ em nạp 50.000 là được 250 kim cương đúng không? 250 kim cương thì em sẽ nhận được cái móc 250 kim cương. Rồi thêm cái móc ở trên nữa, hiểu không? Có nghĩa là em nạp tới mức nào thì em sẽ nhận mức đó và những cái ở trên nữa. Đúng rồi, chính xác. Ok, nè, thế giờ nếu mà tối đa là em nạp 60.000 kim cương tức là 12 triệu thì em sẽ nhận hết được tất cả các móc ở trên đây luôn. Đó. Em hiểu không? Là mình được nhận cộng dồn. Đúng rồi, đúng rồi. À, ví dụ em nạp 250 kim cương là em nhận luôn móc 100. Rồi em nạp 750 kim cương thì em nhận thêm móc 750 kim cương nữa. Đó. Cái này nó reset mỗi ngày, hình như theo mình được biết là nó sẽ diễn ra trong một tuần. Nếu mà bạn nào chưa nạp thì có gì nhanh tay nạp đi nha, sắp hết rồi đó. Nạp quá lời luôn. Đúng rồi, cực kỳ lời luôn. Có thấy bạn thấy có cái game nào hả mà cho bạn nhân 200% chưa? Mà mấy bạn chú ý nha, là mình nạp là qua hôm sau nó sẽ reset lại. Đúng rồi, chính xác. Giỏi. Giỏi. Thôi có nghĩa là mỗi ngày mà nạp vô là đều được nhân 200% ấy các bạn. Chứ không phải là nạp xong rồi là qua ngày hôm sau là không được nữa đâu. Này là reset mỗi ngày luôn. Hôm nay là nhà phát hành Game Bao chơi lớn luôn á. Bùng kho tiêu, xả kim cương ra cho các bạn tiêu luôn á. Ok, các bạn nhớ like, share và comment nha. Hôm nay có người đẹp thì mình sẽ 200 đi, 200 like, 300 share là mình sẽ phát code cho các bạn nha. 200 like, 300 share là sẽ có code cho các bạn. Ok, xin chào bạn Vương Đệ Nhất. Xin chào bạn Văn Quốc Bảo.
có người gọi tên em kìa, Miu Miu ơi, Miu ơi. Hay quá, buổi trưa gì đã có fan rồi. Khổ quá. Ok, có gì mình điểm danh sơ qua cái sự kiện tuần này tí nữa. Cái nạp tích lũy trong tuần này em thấy có gì đặc biệt không? Có thú, hình như là thú cưng mới. Đâu? Thú cưỡi. Thú cưỡi. Thú cưỡi mới. Con này là có tên là vua sư tử. Khi mà các bạn nạp móc tích lũy là 9.000 kim cương, tương đương với hình như là 3 triệu đồng nữa. Một triệu là được 5.000. Ở đâu quá, 2 triệu mấy à? 2 triệu. Đúng rồi. 1 triệu là được 5.000 kim cương. 2 triệu là được 10.000 là coi như là 2 triệu. 2 triệu là được con này rồi. Quá rẻ. Quá rẻ so với giá thị trường. Ok, các bạn nhanh nha, 200 like, 200 share là sẽ có code đầu tiên cho các bạn nha. 200 like, 200 share, nhanh nhanh đi các bạn ơi. Ok, các bạn có thể là share vào bất cứ đâu, ví dụ share lên tường, rồi share lên Vương quốc Kinh Bao, share tứ lung tung luôn. Miễn sao có share là 200 like, 200 share là có code. Hôm nay sẽ cho Miu Miu phát code cho các bạn luôn. Ok, ủa chứ mà để còn mình phải còn giới thiệu cho các bạn nữa. Tích lũy tiêu phí, mình thấy tích lũy tiêu phí thì trong tuần này thì cũng không có gì nổi bật ngoài những viên đá thôi, nhưng mà mình thấy đá cũng thực sự rất là cần thiết đúng không em, tại vì nó gia tăng lực chiến cho mình đó. Không biết em có bao nhiêu cục đá rồi? Em thì giảm full rồi, nhưng mà đá mấy em? Đá 4, đá 5. Anh thấy có cục đá 3 nữa kìa. Thì có đá 3 trời nữa. Trời ơi, khổ quá. Thì em mới cấp 30 thôi mà. Về nạp ăn sự kiện 200% người xong tiêu lấy đá nạp vô cho anh nghe chưa? Nghe chưa? Ok anh. Thiếu thì kêu anh tài trợ hiểu không? Ok. Tài trợ em 500.000 liền anh. Nói phải làm liền chứ. Nhắc nạp mới nhớ, không biết có bạn nào quên cái link nạp thẻ của Game Bao chưa nhỉ? Ok, các bạn đợi xíu nha, đủ 200 like, 200 share thì mình sẽ phát code cho các bạn 200 like, 200 share nha. Ủa, em còn nhớ cái link nạp thẻ không vậy? Đừng nói em quên luôn nha. Em quên là anh buồn lắm á. Anh buồn lắm luôn á. Em nhớ chưa? Rồi, em nhớ rồi, mobi.pay.zin.vn mấy bạn nạp thẻ ở trang web đó nha. Ok, cái link nạp thẻ là nó đã hiện trên màn hình cho các bạn rồi đó. Đó, cái này gọi là cái này theo những người chơi lâu, những người chơi cũ, những người top server, những người lực chiến cao thì đây chính là bí kíp để tăng lực chiến. Em có công nhận với anh không? Cũng công nhận. Đó là bí quyết mà để tăng lực chiến, đâu phải đùa đâu các bạn. Giờ các bạn nào hỏi mình bí quyết tăng lực chiến là gì? Thì bí quyết là mobi.pay.zin.vn. Đúng. Hay quá. Này học trò gọi là học trò thông minh đúng không? Truyền thụ cái là vô liền. Ok, ngoài ra trong tuần này còn có cái đồng tâm chiến và công hội tác chiến. Em biết đồng tâm chiến là sao không? Là vợ chồng đi đấu với nhau. Đúng rồi, vợ chồng đi quơ cùng với nhau. Cùng với nhau. Đó, thì ai đứng top 1 thì sẽ được cái danh hiệu nguyện làm chim liền cánh. Nguyện làm chim liền cánh. Còn top 2, top 3 thì sẽ được danh hiệu sắc son. Còn đối với công hội tác chiến thì là huynh đệ là chung một công hội á, chung công hội đi quơ chung với nhau thì nếu mà đứng nhất thì sẽ được huynh đệ tình thâm. Còn đứng nhì, đứng ba thì sẽ được huynh đệ đồng lòng. Đó, hiện giờ anh cũng có cái huynh đệ đồng lòng. Đó, đẹp không? Anh em thấy đẹp không? Mới là hạng nhì thôi đó, hạng nhì mà nó đẹp vậy rồi đó. Anh đang khoe đó hả? Đôi khi trong cuộc sống có nhiều cái em không cần phải bóc mẻ nhau như vậy đâu yêu à. Đúng không? Ok, xin chào tất cả các bạn nha. Phát code đi anh, chưa có like share đủ mà. Các bạn phải đủ 200 like, 200 share mình mới phát code cho các bạn nha. Nhớ nha, 200 like, 200 share. Hai trăm like nhưng mà phải đủ 200 share nữa nha các bạn ơi. Ok, bây giờ lâu lâu em ngồi em nghĩ vô có câu hỏi nào em hỏi anh, tại vì nhiều bạn nói anh livestream mà nói sung quá,
anh không có trả lời câu hỏi của em gì hết. Đó. Không, lâu lâu em nghĩ cho thôi nha, chứ quan trọng là em vẫn phải nhìn anh, em hiểu không? Ừ. Ừ. Ok, hiện tại là vẫn có rút thú nhân người để nhận con Bét Hầu Vương. Vẫn Bét Hầu Vương vẫn đang ra trong sự kiện rút nhân 10. Ok, sơ qua. Quan trọng. Có cái sự kiện. Cái này là quan trọng nhất rồi các bạn ơi. Tại vì Miu chưa cưới cho nên Miu rất là chú ý tới cái sự kiện này. Các bạn nghe là... gì không? Miu chưa cưới. Đó là sự kiện yêu là cưới. Thì ở đây mình sẽ có hôn lễ lãng mạn, các bạn sẽ được giảm 10%. Hôn lễ hào hoa các bạn sẽ được giảm 30%. Và đặc biệt là hôn lễ xa hoa các bạn sẽ được giảm tới 50%. Nếu cưới xa hoa ngon hơn. Anh thấy giảm 50% còn được đồ tím nữa. Được đồ tím là mấy bạn có... quá lợi luôn. Đúng rồi, có vợ ngoan nữa chứ. Có vợ chi chung nữa, có người yêu chi chung nữa là quá sướng luôn rồi. Đó. Em chưa cưới phải không? Ừ. Thì thôi anh với em khác sự vợ sao cưới rồi. Anh cũng cưới rồi mà. Ok. Ok, chắc là mình đã điểm sơ qua được cái sự kiện tuần này rồi. Bây giờ mình vô mình bắn nhau một cái đi. Bắn nhau. Mình vô mình bắn nhau một cái đi cho okay. nó vui nhà vui cửa. Okay. Ok, bạn nào mà muốn bắn chung á thì có gì nhanh tay nhanh chân lẹ mắt vào chung phòng với tụi mình nha. Em tạo phòng đi. Rồi. Tại vì anh tạo phòng nó hiện lên trên stream á, cái mấy bạn nhảy vô lẹ quá. Trong cái thời gian mà chờ bắn một ván thì mấy bạn nhớ like share nha. Like share nếu mà xong ván rồi đủ like đủ share thì Miu và Canh Vô sẽ phát cos. Ok, cảm ơn bạn Phạm Đỗ Như Ngọc đã PR cho mình. Ừ, BMED mình lên luôn. Cảm ơn bạn rất là nhiều. Rồi, em không có thêm bạn anh làm sao mời. Em đặt bát đi. Trước tiên là em phải đặt bát phòng bát đi. Bát phòng luôn đúng không? Rồi, bát phòng là Miu. Đặt bát khác đi. Không thôi, người ta vô. Em hiểu không? Không sao, bát là Miu. Nhưng mà vẫn chưa thấy số phòng đâu, để anh vô trước nha. Tại vì em đọc ra là người ta vô hết, em hiểu không? Anh không có vô được. Thì mình mở ba ô luôn hả? Hay là đúng rồi, mở ba ô luôn. Okay. Chết rồi, vô lẹ. Mấy bạn nhớ like share nha. Ok, phòng 2274 bắt là Miu nha bạn. Phòng 2274 bắt là Miu. Bạn nào nhanh chân nhanh tay nhanh mắt thì vô chơi với mình. Ô, oh, có một bạn có quá một nhanh. Bạn Zen Boy. Ít em phải đọc đúng tên ta chứ. Zen Boy. Đúng rồi, chính xác. Ok. Ok, chuẩn bị rồi, em bấm bắt đầu đi. Để anh vô anh sẽ gánh tại em giùm cho. Chứ anh thấy là nick em là tạ lắm luôn rồi đó. Nhưng mà không sao, em cứ việc kéo thả bắn tung bay cảm xúc. Còn việc gánh tạ để anh. Ok. Lời đầu tiên. Vâng, xin chào Mika. Lời đầu tiên thì cho mình xin phép bắn cái liên tục vô người bạn một cái. Ừ. Không, mình thật sự em mình bắn mình phải xin phép đàng hoàng, hiểu không? Sao mà anh ăn hiếp cấp nhỏ kìa. Chứ giờ biết sao vậy? Vậy là chắc chắn em cũng sẽ bị ăn hiếp. Ừ, em chết đi, em rồi. Em Rồi, em bạn hiểu không? LXR.gấu. Không sao đâu em kiểu là em trong đội hình, em cũng rồi. Kiểu như là chim mồi, em hiểu không? Đó. Rồi. Các bạn đừng có bắn Miu như vậy. Các bạn bắn Miu như vậy thì ai chơi cho các bạn coi bây giờ đúng không? Giờ các bạn bắn Miu chết rồi, giờ Miu ngồi nhìn nè. Rồi Miu không được chơi. Bởi vậy sao, các bạn nào sao, không sao, các bạn không nào mà chơi chung thì có gì né né Miu ra một tí. Quay lại. Ok. Chờ mãi mà vẫn chưa đến lượt. Giờ sao ta? Thiệt luôn á, em chết rồi anh cũng không thiết sống luôn á. Kiểu như cái sứ mệnh của anh là vô game là để bảo vệ em. Nhưng mà
Bây giờ anh chưa bảo vệ được em mà em đã... Anh thảo mai quá. Nhiều khi đâu cần phải bóc mẻ nhau vậy đâu em. Mình hiểu trong đầu được rồi. Ừ, mình hiểu trong đầu một tí là được rồi. Ok. Ủa tính mình nè. Rồi. Ngồi lo nhiều chuyện không khổ ghê á. Thiệt luôn á, tôi có đúng một cái tật luôn á. Ngồi lo nhiều chuyện mà quên bằng. Đặc biệt là mang ngồi ghế ghế xinh bị rung phải không? Bị rung tay. Ok. Các bạn nhớ like share nha. Nhớ like share nghe người nghe đẹp nhất nha. Like share rồi quay lại là làm gì em? Quay lại gì? Thì mình phát có. Đâu, quay lại comment tên em nữa mới được phát có chứ. Trời ơi. Đâu phải là cái ông dễ tưởng là dễ mà để đào mộ một người một gái xinh đẹp cho em. Bên đó đã lỗ máu. Ồ không, bên mình lỗ máu hơn chứ. Bây giờ anh phải làm sao? Mình... Đó. Có bằng lái hết. Bên mình lỗ máu hơn. Nãy giờ chưa xin phép bắn ai được, hết khổ quá. Để cho người ném mùi lợi hại. Ôi hút sinh lực luôn. Ồ con anh thấy con bé hình như con bé của em là cộng mấy vậy? Cộng 3. Cộng 3 rồi đúng không? Có những cái skill gì hay không? Hút sinh lực thôi. Hút sinh lực hả? Cộng 3 hình như là thấy là có 2 ô rồi mà. 2 ô. 2 ô. Em còn 2 ô skill á. Đúng rồi, 1 ô em còn để trống. 1 ô vẫn còn để trống. Ok. Ok các bạn nhớ like share nha. Hết ván này mình sẽ ra mình check coi đã bao nhiêu like share rồi mình sẽ phát code cho các bạn. Trời ơi, bét khôn quá. Anh thấy em thấy con bét của anh không? Đó, rất là đẹp. Bét em. Đó, skill bét kỳ mà. Skill nó rất là gọi là sao? Rất là khiêm tốn phải không? Nó rất là khiêm tốn nhưng mà cái tỷ lệ ra skill của nó rất là khôn phải không? Tại vì em biết sao không? Tại vì anh sức nhập khẩu đồ ăn từ Mỹ về cho nó ăn không. Bởi vậy nó mới được cái gọi là khôn. Anh lấy nguồn hàng ở đâu chỉ em lấy coi. Lấy ok có gì anh ship qua à, em nhớ trả tiền ship nha. Chứ còn gì nữa, chứ giờ mua hàng bắt tôi trả tiền ship nữa khổ tôi. Ủa tới anh rồi. Ở giờ sao bắn cái gì á. Các bạn nhớ like share nha. Ok, chào bạn Thanh Nguyễn nha. Chào bạn Ivy luôn. Ờ, bạn hình như bạn Ivy đang kiếm hôn phu rồi các bạn. Đang vào stream của mình để tuyển người yêu. Có bạn nào mà trong stream mà chưa có người yêu thì có thể DM bạn Ivy để cưới nha. Ok. Để mình bay lên cái đã, khổ quá. Bây giờ đã 58 lượt share. Các bạn share mạnh lên nữa đi. Xin đưa anh bài đi thay. Ok, hay quá, có góc bắn rồi. Ok, nhiều bạn đi em quá. Trời ơi, không biết là chừng nào mới được. Ừ, hay quá. Ôi, bởi vậy tôi nói bét khôn thì bét đồng đội nó cũng bị khôn lây á, em hiểu không? Mình lỗ máu cho người ta kìa. Không sao em... Còn mình canh vô thôi. Canh vô sẽ gánh tem. Tiền dưới đó. Thấy chưa? Anh nói con bé của anh là ăn đồ Mỹ mà. Các bạn thấy nó ra chiêu chưa? Kinh hồn kinh dị chưa? Rồi coi như là LXR là chết với anh rồi. Đâu có cơ hội mà sống nữa. Nè. Nè bay rồi đúng không? Giờ được khi nè. Đó. Rồi giờ làm sao? Ôi chết. Ôi. Hơi bị thiếu tí. Hơi bị thiếu tí. Thôi kệ không sao. Không sao. Khi mà bên địch đã bay rồi á, có nghĩa là em bật khiên là người ta không thể ám sát em được.
đó cũng là một cái chiến thuật để các bạn lưu ý. Thanh niên bật xúc sắc rồi, không biết là có phải là xúc sắc Nhật hay là xúc sắc Tàu đây. Vâng, bay hụt rồi. Rồi, xúc sắc của anh ấy là xúc sắc Nhật rồi các bạn ạ. Em có xúc sắc chưa? Như level 30 là có rồi. Vâng. Mà chưa, vẫn chưa có. Xúc sắc là mua trong tiệm thi đấu không ta? Đúng rồi. Wow. Nghe nói là biến tích đi quơ rồi. Nè em đi quơ mới có 65 trận. Trời ơi, đồng 6 mấy ông ơi. Trời ơi, chưa lên được bạc luôn á. Kệ em. Nè em nói nghe, cái hạt này em chỉ mới chơi được có 7 ngày thôi. À, 7 ngày mà lên được 30 thôi, hả? 7 ngày thôi đó. Ôi, 7 ngày mà lên 30, biết 3 luôn rồi. Hay quá các bạn ơi, đây là mình chị mới có 7 ngày thôi. Sao đi em nhiều số vậy? Em chỉ mới chơi được có 7 ngày thôi. Là trước đây cũng chơi một hạt. Nhưng mà à, vậy là không do không chú ý đúng không? Rồi, cho nên là bị mất, cho nên mới đúng rồi. Là chơi được mới có 7 ngày thôi. Bởi vậy bạn nào mà chơi chơi cái gọi là chơi cái chơi ngay á thì các bạn chú ý là mình phải liên kết tài khoản với Facebook hoặc là Zalo nha. Đúng rồi, nhớ là phải liên kết tài khoản với Facebook hoặc Zalo, hoặc là nếu mà chơi tài khoản chơi ngay á thì nhớ là liên kết vào mail để các bạn giữ tài khoản của các bạn. Nếu không mà khi các bạn xóa game á thì nó sẽ bị mất. Lần đó thì em cũng không có chú ý. Em sai. Hãy ném mùi lợi hại của ta. Xin lỗi đi. Xin lỗi em. Ủa đâu liên quan gì anh, đâu xin lỗi anh. Trời ơi, tự nhiên anh vừa kêu em xin lỗi đi. Xin lỗi đâu phải xin lỗi, không phải xin lỗi anh đâu đúng không các bạn? Bây giờ anh bảo em xin lỗi ai? Em xin lỗi em, Nhật đã thấy mất. Là anh hơi ức hiếp em không? Em có cảm thấy là anh hơi ức hiếp em không? Ủa chưa chết nữa hả? Khổ gì? Có thế mấy bạn. Ok hết. Anh đi ơi, check giùm em coi đủ lại xe chưa. Chưa đủ nữa hả? Trời ơi các bạn ơi, 200 like 200 xe thôi là có code rồi. Các bạn nhanh tay lên nha. 200 like 200 xe thôi. Kìa Khánh Vinh Trương, anh canh vô dễ thương. Trời ơi, cảm ơn bạn Khánh Vinh Trương nha. Anh ơi, hình như mới mời bạn Zalo bị lỗi hay sao? Em mời là bị ha. Mình thấy là đâu có bị lỗi gì đâu bạn. Mình vẫn mời bình thường, mỗi ngày vẫn lấy 20 kim cương mời và 20 kim cương xe và 30 kim cương mời, tổng cộng là 50 kim cương. Mỗi ngày các bạn có thể kiếm được 50 kim cương. Xong lên. Ôi em có biết cái gì đó không? Ôi em chơi cái gì? Bạn biết không muốn Facebook. Facebook. À. Là trong sự kiện mỗi ngày nó có cái sự kiện mà xe với lại mời chơi chung á. Cái gì em về. Nhưng mà em cứ xe đó, em có xe xong rồi. Cái đó trong phần nhiệm vụ đó. Đúng rồi, chính xác. Em xe thì nó lại bảo là phiên bản mới. À. Em lại không thấy được cái bản cập nhật. À ra vậy. Ok. Cho nên là bữa anh... giờ em vẫn chưa xe. Xe chưa mời được. Ok, để anh Ủa anh chưa chết hả? Ơi. Em biết em biết biệt danh của anh trong cái hội là gì không? Em biết biệt danh của anh trong hội của anh là gì không? Con cháu ông thọ chứ em biết cái đồ. Hãy ném mùi lợi hại của ta. Chỉ đó trời, cái gì vậy mà. Thắng rồi em ơi. Thắng rồi. Các bạn thả tim cho tôi đi. Thấy chưa? Thấy anh gánh em chưa? Ok, giờ em ra em tạo một phòng khác để một bạn khác vô chơi chung với mình. Ok. Xin chào tất cả các bạn mới vô nha. Ok, mình sẽ thông báo lại cho bên bên Greenbound để kiểm tra lại thử coi như thế nào. Ok, Đặng Phúc Nhất ơi, nếu mà bạn nhanh tay thì bạn vô nha. Tại vì mình không thể tước đi cái cơ hội của người khác được. Ê, bình tĩnh em. Để anh vô trước. Phòng 921 mật khẩu là Miu nha các bạn ơi. Xin chào bạn Phan Ngọc Quý. Ôi ôi, lên hùng 3 cái luôn, sướng ghê luôn á. Thương quá, em lấy 2 cái cho chia cho canh vô 1 cái thôi. Cho em hết luôn á.
Tại này anh không biết trai hay gái nữa. Không, em trai hay gái gì em cho không hết luôn. À yeah. Em dễ dãi quá vậy? Cái đó không phải là dễ dãi, mà còn là thân thiện. Người ta gọi là thân thiện. Ủa thôi, vậy đấy, anh hùng em được không? Không. Ủa sao kỳ vậy, em vừa nói là trai hay gái gì hùng cũng được mà. Riêng anh thì không. Ok, có người vô rồi nè. Ừ, hay quá, Quá Nhi. Quá Nhi, cô Long đâu? Cô Long đâu rồi? Cô Long Quá Nhi. Không, anh là không, anh không kiếm cô Long. Anh kiếm chim. Chim điêu á. Anh là anh thích chim à. Rồi vậy bắt đầu vô luôn đi ha. Em chào bạn Quá Nhi. Ghê quá. Ê quên. Ủa anh ơi, coi đủ like share chưa phát code giùm em đi anh ơi. Đủ like share để em lên cái code cho các bạn rồi, các bạn khỏi phải bị nóng lòng. Tại vì mình lỡ hứa với các bạn rồi. Em vô đi em. Ừ, em vô đi. Trời ơi, anh là anh lên code là không ảnh hưởng gì tới game á. Ok. Bạn Ivy hỏi là anh cưới ai chưa? Ok bạn, mình cũng xin chia sẻ luôn là mình là trai đã có vợ nhưng hai đời vợ rồi. Vợ trước thì tại vì mình làm cô ấy giận dỗi nên cô ấy nghỉ game. Mình đã buồn một thời gian. Sau khi giải thoát khỏi giải thoát con tim ngục tù của mình thì mình đã cưới một cô một cái cô gái khác. Nhưng mà gần đây thì mình mới phát hiện ra cô gái đó giống mình. Cô gái đó là một người con trai. Mình rất vô cùng là đau khổ. Nhưng mà cô gái ấy đã off game rồi nên bây giờ tính ra trên phương diện gọi là pháp luật thì mình vẫn là FA. Đó, nên bạn nào muốn thích tiến tới thì có thể inbox vào ID 249100. Tóm lại là ảnh vẫn FA dài dòng quá. Nó đi vòng vo vòng vo cuối cùng vẫn về. Rồi em bị bắt nạt nữa rồi. Rồi xong rồi. Rồi xong. Em cũng biết cái mắt này nữa hả? Rồi xong. Ai bắn miêu? Bắn gấu. Ôi trời ơi, khổ. Bắn gấu. Sau cái đợt live stream này là anh đề nghị em phải về em làm cho cái em nó trâu lên. Mới có một tuần thôi mà anh. Ừ, ít ra là phải chịu được hai tên chứ. Bắn có một cái là chết rồi là sao? Bạn ừ anh gấu. Em ơi. Bạn bắn gấu lực chiến 192k. Ok, có người kêu là hai chị yêu anh ấy đi. Không, anh nếu mà mình thiệt luôn á, nếu mà cùng server là tôi không đem lên đây để tôi giới thiệu cho mấy ông đâu. Nên khác server cưới không được nên tôi mới đem lên đây tôi giới thiệu cho mấy ông đó. Ôi chết chết rồi. Ngồi đó nói chuyện không à. Bánh gấu này. Bánh gấu này. Chào bạn Thảo Uyên nha. Ok, 500 anh em ơi, lại xe giùm tôi nha. 200 like, 200 xe là có code đó. Tôi chuẩn bị ném đây. Sao để anh đang còn đủ like xe. Nãy giờ muốn phát code cho mấy bạn quá mà chưa đủ like xe thì giờ sao giờ. Đủ rồi, có 167 lượt chia sẻ à. Ôi, các bạn ơi, 200 like, 200 xe là sẽ có code. 300 like, 300 xe là sẽ có code nữa. 33 lượt nữa. Đúng không? 33 lượt nữa. Chưa đủ xe anh em ơi. Nhanh nhanh tay xe lên nha. 200 like, 200 xe. Xe mạnh lên, thả tim lên. Ủa anh sao lọt phía đây rồi? Ủa anh ta chết rồi. Giỏi thì đợi tao quay lại. Ủa anh chết, ủa, anh chết luôn rồi. Mình có lỗi với bạn Quá Nhi quá. Không phải. Hình như là do mình nhiều chuyện quá. Mình không tập trung vào được cái trận đấu đó. Chắc bố phải đặt cái báo thức ở đây. Kiểu như là tới lượt thì nó sẽ rung lên để mình biết. Chứ không thôi mình say mê mình nói quá mà không tập trung được cái câu chuyện. Để mình cổ vũ Quá Nhi đi em. Em phải cổ vũ Quá cố Nhi lên, lên. Cố lên Quá Nhi, cố em lên. Em phải chắc lên. Cố lên, cố lên. Quá Nhi cố lên. Quá Nhi cố lên. Quá Nhi cố lên. 200 anh em. Anh em chúng đang xe cực tử mẹ. Đánh chết thì coi chừng thang thì thôi. Rồi rồi rồi. Anh kỳ lắm. Cái kèo mà 3 đánh 1 thì nó ông cha ra nói rõ ràng mà không chột thì cũng què thôi. Ok, mình chắc là mình để tham quan qua cái app của bạn Quá Nhi này coi. Wow, cũng là 146 VIP 5. Khá khá là vip, một vài trung bình trong game.
Ok, đây mình giới thiệu cho bạn luôn, bạn bè mời nhập code 47901 với là ID của bạn Quá Nhi nha. Ok. Cái đó em chưa hiểu cho lắm. À, cái đó là giống như là em mời, cái mã mời đó, em hiểu không? Ví dụ là em một người mới chơi vô, nhập cái mã của em sẽ được cái code sẽ được phần quà, và em cũng được phần quà luôn. Đó, em nhập chưa? Chưa. Lấy tí ra anh gửi mã cho anh. Nhớ nhập mã anh nha. Chứ phải anh nhập mã em hả? Chứ sau cái livestream này là nhiều người BM em lắm á. Kiểu như giờ kiếm một cái người mà để nhập cái mã mời đó hơi khó, hiểu không? Đó, giờ anh kiếm ra em rồi anh phải nhận. Đúng rồi, bạn Ngọc đời này nói đúng nè. Đó, anh em xe mạnh đi lấy code chính xác. Xe nhớ thả tim nha. Gần đủ rồi. Yeah, bạn này mình không biết đọc tên như thế nào luôn. Đủ xe rồi kìa, mấy bạn đợi xíu nha, hết ván thì mình sẽ phát okay, cho mấy anh, bạn. Ok, anh Double Z đã gửi lời với em là thương miêu. Ồ, anh Double Z. Ủa, vậy là không, chị không nói nghe mà lại nói canh vô. Tại vì anh Double Z không có ID của em. Có, em với anh Double Z có thêm bạn mà nè. Ha, vậy ha. Sao, tại sao không nè, biết? Chắc gần gần không, luôn nè. Tại biết sao không? Cái màn hình của anh được lên TV. Nó là như vậy. Giống như là công khai vậy đó hả? Kiểu như là BM qua em thì nó không được công khai, đúng không? BM qua anh mở lên cái là đó, Double Z. Thương miêu đó, chết nè. Coi có vợ chưa? Có rồi. Đó, double cả. Rồi, bậy rồi, mình đốt nhà anh Z rồi. Xin lỗi anh Z nhiều. Xin lỗi anh Z, sau live stream này có gì anh bỏ qua cho hai tụi em. Ủa chưa chết nữa hả? Trời ơi, quá gì súng dài quá. Đó này chắc chui vô cổ mộ liền trường sinh bất tử nè. Chui vô cổ mộ liền trường sinh bất tử, quen cô Long ở trọng phải không? Ặc cũ của em cũng ở trong cổ mộ đó. Ủa vậy hả? Ừ, nhưng mà khi mà em qua ặc này thì em xin lại thì cổ. Ủa ặc cũ em cưới ai? Destiny. Trời ơi. Thì ra là Destiny phu nhân ngồi kế bên. Trời ơi, giờ tôi mới biết luôn á nha. Các ông biết Destiny không? Trời, cái ông mà hôm bữa mà livestream với lại Zhang Mi. Trời ơi. Xin ơi là xin luôn cái ông ơi. Đừng tưởng ta hiền là dễ bắt nạt nha. Đánh chết đi, coi xin tha thì thôi. Ok, các bạn nhớ thả tim cho mình nha. Anh em 500 anh em thả tim giùm tôi đi. Like share rồi, ra kiểm tra đủ like share vừa để. Đúng rồi, mấy bạn nói đủ rồi. Mình đúng phải tin tưởng mấy bạn chứ. Đủ rồi hả? Mấy bạn nói đủ rồi hả? Chưa đủ mà tôi giận lắm á. Đủ rồi. 209. Hay quá. Ok, bây giờ mình sẽ lên code cho các bạn nha. Các bạn chú ý trên màn hình nha, chuẩn bị nha, lên code nha. Các bạn vô game. Hay quá, Quá Nhi ơi, cần hết rồi Quá Nhi ơi, thua rồi. Ok. Code đã xuất hiện trên màn hình nha các bạn ơi. Code đã xuất hiện trên màn hình. Đó, có khung mà cái khung mà nhỏ nhỏ dưới cái chấm xanh đó bạn. Đó, các bạn nhớ là nhập code nhanh tay nha. Hình như code này được 30 lần nhập đó. 30. Em muốn nhập không? Không, em sẽ nhường lại cho mấy bạn. Đúng rồi. Em sẽ nhường cái nhập của Miu cho mấy bạn luôn. Đúng rồi, chính xác. Này có tinh thần vì cộng đồng. Like share cho Miu nào, thả tim cho Miu nào. Trời ơi. Ước gì em cùng server lắm ha. Chị anh. Bây giờ là một cái code là sẽ được 30 bạn nhập. Đúng rồi, 30 bạn nhập. 20 người nha, mấy bạn chú ý nha, chuẩn bị phát code nè, mấy bạn chú ý nha. Trời ơi các bạn ơi, ở đây là 150 mấy người mà cái code chỉ có 30 người nhập thôi nên mấy bạn phải nhanh tay. Đúng rồi. Mấy bạn phải chú ý. Phải rất là nhanh tay mới nhận được. Mấy bạn để sẵn cái màn hình mình đọc số có cái kịch vô liền luôn. Ok,
móc tiếp theo sẽ là 300 like, 300 share cho các bạn nha. 300 like, 300 share, hình như 300 like là đạt rồi á. Chỉ cần 300 share nữa thôi. 100 share nữa thôi các bạn. 100 share thôi, nãy giờ. Share banh luôn đi, share banh nóc nhà, banh lòng chợ luôn đi. Hôm nay tôi mời bạn Miu xinh đẹp, dễ thương, là cái không thấy xinh đẹp dễ thương không? Trời ơi, công sức tôi đào mộ á, tôi đào mộ sâu lắm mới khai quật ra được ẻm á. Rất là xinh đẹp, dễ thương luôn. Còn biết chơi game nữa chứ. Trời ơi, đâu phải là chuyện giỡn đâu. Hơi bị khó đó, công nhận không? À, cái ông công nhận tôi không xinh đẹp, dễ thương á. Cười rất là có duyên đó chứ. Mà cười lúc nào cũng cười hoài à. Chứ, anh nói nhiều cái mất bạn không biết nói gì luôn. Bây giờ em cười trừ thôi, giống như một thôi, người... em cười cộng đi. Em cười cộng đi, đừng cười trừ. Một người nói, người cười phụ họa vậy đó. Ok, chắc là các bạn đã nhập code xong rồi đúng không? Ok. Có 30 người nha bạn, 30 người. Bạn Bùi Huy có 30 người ạ. À. Trời khoe quá. Em đừng có bấm vô cái trang của anh nữa, đừng có bấm nữa. Em đâu có bấm đâu. Em bấm vô khoe. Anh bấm quá. Anh khoe hình anh đã rồi anh. Anh vậy luôn á. Ôi ok. Giờ tạo thêm một cái phòng nữa đi. Rồi mình sẽ chơi tiếp. Phát không phát có nè, mấy bạn thối kìa. Ủa phát rồi mà, mình phát rồi. Cái ông phải like share mạnh vô, 300 like, 300 share, like share tất cả cái trang luôn. Để biết sao không? Để tôi còn đi đào mỹ nữ về cho live stream cho mấy ông nữa. Thôi, đi khai quật mấy ẻm về để live stream cho mấy ông nữa. Rồi, bát của phòng là Miu nha. Phòng bao nhiêu, để đừng có nói nha. Em nói là mệt lắm á. Mà sao vô ông bắn cái chết hoài luôn á. Tại em cấp thấp. Dầm mấy ông thôi, để anh nhập mật khẩu trước hiểu không? Anh vậy luôn. Chứ nhập phòng cái nhập mật khẩu, nhập chậm quá nó bị văng hiểu không? Không có vô được. Anh là anh rút kinh nghiệm rồi. 1613 bắt là Miu nha các bạn. Rồi vô rồi. Phòng 1613 bắt là Miu. Văn Yên Hoàng. Vô nữa được không? Bạn có thể vô. Ok, các bạn cứ vô đi. Các bạn cứ vô, ai nhanh thì vô trước thôi. 1613 bát là Miu nha. Chào bạn Phạm Tuấn Khang nha. Ok, các bạn nhớ like, share và thả tim nha. Thả tim nhiều vô. Share tất cả những nơi mà các bạn có thể share được. Có sai anh ơi. Đâu có sai đâu. Có thể là bạn nhập chậm hơn bạn những đúng người rồi. Khác. Chứ có thì bên mình là có không có. Ủa, sai. Ủa chết, bà nãy giờ em không mở cái gì tới vô. Xin lỗi. Ồ, chào bạn Bảo Bối. Hay quá. Ok. Thấy chưa, cái này là phải phạt rồi. Xin lỗi các bạn. Cái này là phải phạt rồi. Sau cái trận này là anh phải phạt em rồi. Xin lỗi. Trời ơi, tạo phòng mà không có mở ô làm sao người ta vô. Bạn Bảo Bối sẵn sàng nha. Bạn Bảo Bối sẵn sàng, bạn Bảo Bối ơi. Ok, cho bạn Bảo Bối 5 giây. Ok rồi, Bảo Bối sẵn sàng rồi. 46, 55, 56. Hình nhờ bạn Phạm Đỗ Như Ngọc nhắc rồi mình mới nhìn lại ơi. 55, 56, 46. Ồ rồi, căng có quá. Đã được sử dụng, bạn nhập chậm cho nên là những bạn khác sử dụng trước rồi đó. Chính nha xác. Bạn Nguyễn Đức Mạnh. Giờ anh phải làm sao để gánh hai cục tạ này. Phi Lê code ít quá. Mấy bạn chưa xe đủ 300 thì không có phát code nữa. Mấy bạn cố gắng xe like đi rồi mình phát code nữa nha. Đúng, 300 like, 300 xe. Tại bây giờ đã có 200 rồi, là thêm 100 nữa chứ không phải là thêm 300 nữa. Như là đủ 300 like rồi đó. 300 like là đủ rồi. Ừ, chứ còn 300 xe nữa thôi. Trời ơi, 300 xe là một cái chuyện mấy quá. Mấy bạn nhớ xe chế độ công khai nha. Ô, em còn sống hả anh? Ôi trời em còn ơi, sống. Hay quá. Em còn sống. Em có sống. Tàn hình không? Không. Có. Ừ, tàn hình đi, em tàn hình em trốn đi. Mọi chuyện hay để anh lo. Em cứ việc tàn hình và trốn thôi. Thu Nguyên Nguyên, cảm ơn bạn. Cố lên chị ơi. Sao không cho nhiều cốt vào bao Phi Lê? 100 like, 100 xe nữa sẽ phát cốt tiếp nha. Okay. Bạn Phi Lê. Nếu mình cảm thấy là mình hơi bị ăn hiếp người khác thì phải. Cứ nói thật đẹp người không khổ ghê. Ủa chưa tới lượt em luôn hả? Chưa anh. Trời ơi em không biết em tàn hình kịp không nữa.
anh nghi quá. Cẩn thận, tôi chuẩn bị ném đây. Cô tên em chưa? Chưa. Ok, mình sẽ cho ID các bạn ạ. Của Miu đây, 1226663. Số đẹp chứ bộ. 1226663. Còn thôi, rồi không à, cái này là quan trọng nhất nè. Hình như bạn ơi cái bay đi bay tàng hình bay liền gấp bay đi đâu đi bay đâu vậy bay đâu bay đi đâu bay 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 trốn nè bay trốn à, em bay à, đánh cái này là đánh lạc hướng người ta em hiểu không à, coi như là mình bay đi chỗ khác. Mấy bạn mà có like xem livestream cũng thấy em đâu rồi. Không mà team địch là chắc không coi đâu. Team địch chắc không coi đâu. Bởi đó nhiều khi mấy bạn để cái điện thoại rồi để cái iPad cái kế bên sao. Chui. Ơi trời tới anh nè. Ôi bảo bối ơi, bạn có nghe được lời của mình thì bạn tàng hình bạn lại luôn nha, để bảo toàn tính mạng. Thấy chưa? Quá chừng ngồi bên em luôn thấy chưa? Bảo bối đã đi. Ủa tới em chưa, tới em chưa. Ủa tới ai vậy? Vẫn chưa tới. Ừ hay lắm, cảm ơn bạn Sủ Nhi. Ủa, bạn Sủ Nhi. Cảm ơn bạn Sủ Nhi. Sao vậy? Cảm ơn bạn Sủ Nhi. Sao vậy? Cảm ơn bạn Sủ Nhi. Bởi vì bắn siêu cao hơi bị gà, các bạn thông cảm. Tôi là tôi, xong mà trả lời cho Phi Lê không phải Miu. Ok, chào tại bạn. Vì, vậy nếu tại vì Miu đang tập trung bắn á, nên có gì để về nhà Miu bim riêng. Vậy nếu mà tôi là tôi, có muốn hỏi gì thì cứ hỏi nha, Miu sẽ chú ý trả lời. Đây là Miu. Trời ơi, nãy giờ mới phát hiện ra. Tại sao vậy Miu? Sao anh? Tại sao em không để avatar thì con ma nào nó cưới em? Sao vậy? Về là thêm avatar liền cho anh nha. Trời ơi, em phải thêm avatar liền, ngay và lập tức. Thôi để anh bay qua kia anh bắn. Đứng này không có, đứng này tù quá. Đó. Ủa nãy giờ mình vẫn chưa tới được em luôn. Chưa tới lượt em luôn. Khổ ghê vậy, bởi tôi khổ quá mà. Kìa, có bạn hỏi Miu nhiêu tuổi rồi. Miu 19 tuổi, Miu sinh năm 98. Này là em trên 18 chứ phải em chưa 18 nha. 300 kìa mấy cha. Ủa 300 chưa? Bạn nào chết giùm mình cái tử độ 300 lên. 300 rồi, hết ván. Hết ván thì Miu với Canh vô sẽ ra kiểm tra ha. Nếu mà đủ thì sẽ phát tốt cho các bạn tiếp. Nãy giờ cái ông nào có để ý không? Chứ tôi ngồi kế bên mà tôi nghe giọng của Miu là tôi tan nghĩ luôn á. Trời ơi nó ngọt. Mà nó ngọt như là nước chanh hiểu không? Nước chanh. Anh, nước chanh chua mà anh. Nước chanh rất là chua. Nhưng mà nếu em bỏ đường thì nó đâu có chua đâu đúng không? Nó rất là thì anh nói là chanh đường đi, đằng này anh nói là chanh không, người ta sẽ không, nghĩ là không, anh nói thôi coi như anh nói lộn đi để anh bắn rồi. Chết rồi. Nhi Hoàng mình, bây giờ là anh sẽ không nói nữa. Anh sẽ tập trung giờ anh bắn để anh cover. Bây giờ là nhiều bạn inbox quá cho nên là Miu bị rối á. Cho nên là Miu sẽ thêm bạn Nhi Hoàng sau nha. Ừ, có các bạn cứ inbox đi. Có gì về Miu sẽ add hết. Add không hết thì Canh vô add phụ. Nhường các bạn nữ lại cho Canh vô. Được. Hợp lý. Cái đó là anh thấy là hợp lý nhất á, câu nói mà thôi. Nếu mà Canh vô thích thì nhường nam luôn. Thôi thôi luôn. Anh đâu phải thuộc diện đó đâu em. Em đâu biết đâu. Làm sao biết được không? Đúng rồi. Hồi nãy giờ em bắn chưa? Em vẫn chưa bắn. Hình như nãy giờ em có turn rồi đó mà. Ủa em không bắn hả? Đó. Ủa nhưng mà em vẫn chưa chết luôn. Đó giờ em chết rồi đó. Em chết rồi đó.
Ok, 300 like, 300 share các bạn ơi. Tàu quý không khuất phục. Ủa đủ chưa ta, đủ 300 share chưa ta? Để mình lên thêm một cái nữa cho các bạn vui nhà vui cửa. Rồi, đủ rồi. Đủ 300 share rồi. 305 luôn rồi. Rồi hết bán sẽ phát cốt liền cho mấy bạn nha. Trời ơi, sao cứ đóng băng tôi hoài vậy, làm sao mà tôi sống đây? Anh cảm thấy đóng băng anh hơi bị lạnh. Em có thể nào làm cho anh ấm hơn một tí được em không? Có mang áo khoác. Là em có đem áo khoác. Cái phải nhất là mấy nhỏ nào như bé Miu này á, thề luôn á. Nói gì trả lời xong xổng thì xổng à. Làm nó không có lãng mạn được tí nào á. Thế gì bây giờ em nói em có mang áo khoác thì thôi bây giờ em cầm tay anh một cái được không? À, để làm cho anh ấm hơn. Cái đó em có thấy cái lãng mạn không? Tự nhiên em có mang áo khoác. Anh cũng có vậy. Trời ơi. Anh có rồi anh không lấy anh đắp mà tự nhiên anh nói với em chi. Đúng không? Thế giờ nếu mà anh cảm thấy không đủ ấm đúng không? Cho anh luôn cái của em hai cái. Tôi xa mặt lại luôn, cãi khô lại luôn. Ok, qua đây thì các bạn có thể thấy được cái sự gọi là cái sự chả treo của bé Miu. Đó, các bạn có thể thấy được cái sự chả treo của bé Miu mà các bạn không có phải. Thể DM để đây các bạn lường trước được. Chả treo mà là nói chung thính nào mình nhận thì mình nhận, chứ thính thúi thì mình không có nhận. Riêng thính thúi là không có nhận. Rồi, anh biết rồi. Cái đó là lý do tại sao mà Miu ế giờ vẫn chưa có chồng. Thì ra là vậy. Không, thật em không biết, thật sự là ai cũng nói em khó. Nói chung là hơi khó. Cẩn thận, chắc, có chuẩn bị nét. Chắc cuộc đời em toàn gặp sinh thiêu không đó. Được không? Chắc cũng vậy. Chắc luôn ơi, chứ cũng vậy gì. Anh xui. Toàn sinh thiêu không giờ mới ế vậy đó. Ví dụ như người kế hoạch kế ba em chẳng hạn. Sao anh sao? Sinh thiêu. Em để anh tập trung anh bắn rồi, nãy giờ thua quá à. Hay quá, sắp chết rồi. Sắp chết rồi. Đâu, kìa sắp chết chứ anh đâu có sắp chết đâu. Em biết, em tưởng là anh sắp chết. Đúng rồi, ao bớt đi các bạn ơi. Ao bớt đi cho mình bắn đi. Chứ còn có mình trong IPA xong mình bắn thổi đi. Ok. Ủa lên cót chưa anh? Độ 300 like, 300 share rồi. 300 like rồi. Ok, đợi tí xíu nha các bạn, sẽ lên cót cho các bạn. Ok, như là cót đã xuất hiện trên màn hình rồi đó. Đó, ok. Cót đã xuất hiện trên màn hình rồi. Có gì các bạn nhập lại nha, nhập lại nha, nhanh tay nhanh chân vô các bạn ơi. Nhanh tay lên. Đã có cót rồi. Bảo bối nè, bảo bối bắn chung nhập cót kìa, bảo bối. Bảo bối nhập cót. Đang bắn sao nhập. Rồi. Rồi. Rồi cho bảo bối. Trời ơi, chưa chết nữa. Rồi đó. Ôi, chưa chết nữa kìa. Trời ơi, thiệt luôn á. Này là ông thọ luôn rồi, giống phải con cháu ông thọ nữa. Bắn vậy còn chưa chết luôn, này như còn một máu chặt luôn rồi. Rồi xong rồi, anh đi rồi. Bye bye anh. May trời mà. Ơi, không nổi thương gánh được hai cục tạ này trời. Ba cục luôn rồi. Hai cục. Cục kia. Thiệt luôn á. Tôi mà thắng trận này chắc tôi đi thi Olympic luôn á. Môn mà gọi là cục tạ. Đánh thì ngươi xin tha thì thôi. Về thằng yêu luôn. Nhớ những gì anh nói cho Miu. Về là phải thay avatar. Đó. Thính nào mình cũng nhận, đúng không? Đó, mình đỡ biết đâu mà thính thiêu mà nó thơm, đó là thính thiêu mà nó ngon sao? Ôi, đâu phải cái đồ nào đồ thiêu mà cũng dở đâu, nhiều cái đồ thiêu mà nó ngon không bộ.
đó, anh ví dụ như chẳng hạn thì đừng nói là anh nha, đừng nói anh là đồ thiêu mà ngon nha, đừng nói anh là một cái ví dụ anh là thấy ngon hiểu không, em chỉ có em thấy thiêu thôi. Ok các bạn, có bạn đã nói là nhập cuộc rồi, sẽ trả thù cho bạn. Hay quá, con này như được 30 người, 30 lần nhập nên các bạn thông cảm nha. Ok, không biết là bao nhiêu share rồi ta, 386 like, 305 share. Thời lượng hôm nay tôi định chơi lớn với cái ông luôn rồi, nhưng mà thời lượng của chương trình không được, không còn nhiều, nên vì vậy nên chắc là hẹn cái ông vào lần sau, tại vì tôi vẫn còn giữ vài cái code 10 rương 10 chè, nhưng mà bây giờ tôi không biết là cái ông đạt được 400 like 400 share kịp hay không. 400 like 400 share, nếu mà từ bây giờ mà cho tính cái lúc mà cuối stream mà cái ông đủ 400 like 400 share, tôi sẽ phát code 10 rương 10 chè đó. Tôi còn hai cái, hình như hai cái 10 rương 10 chè. Ok, chắc là mình sẽ dừng chiến đấu ở đây để mình tổng hợp cho các bạn những cái sự kiện mới và những cái thông tin mới về game sắp diễn ra sắp tới. Sắp tới chứ, hình như là em có hay đi coi phim không em? Có. Em có coi mấy phim của Marvel không, và siêu anh hùng rồi á? Cũng có. Em thích ai trong đó? Batman. Batman có trong Marvel không ta? Hình như có không ta? Không có mà. Có hả? Trời ơi, chết chưa? Có một sự sai lầm nhẹ. Nè, Captain America nè. Captain America nha. Thor nè. Em thích Thor. Đúng. Thor. Thích Thor đúng không? Trời ơi. Em thích Thor. Sắp tới nè, Game Bao sẽ ra một cái server mới là server mang tên là Thor. Boss Thor. Boss Thor. Vậy em sẽ chuyển qua server để chơi. Đúng rồi, cái mày cù bắp quá, mới chơi có 7 ngày mà level 30 à. Bỏ đi, qua server mới chơi anh. Chuyển hạt server, qua server mới. Hình như chuyển server được mà. Không được, bây giờ. Tại sao? Bây giờ qua server mới phải chơi lại từ đầu và nạp lại từ đầu. Trời, biết bài có nhiêu đâu em. Bỏ đi, qua bển là... Qua bển anh canh vô tài trợ cho biết bài lại. Tại vì không có bao nhiêu hết đó đúng không anh canh vô. Nó không có bao nhiêu đâu. Không, em hiểu không? Mình chơi gạt của mình á, mình tự chơi, mình tự nạp thì nó sẽ thú vị hơn, em hiểu không? Đó, bởi vậy. Qua kia nhớ nạp lại em biết ba nha. Anh thả thính mà, anh phải thả thính có đầu tư chứ anh. Đúng không? Anh phải biết đầu tư cho vô cái thính của mình chứ, thì nó mới thành thính ngon chứ. Miu ơi, em hỏi ba xem sao mà cái... Khóa nít anh vậy. Cái đó chắc bạn DM mình phần bày chứ tụi mình cũng đâu biết. Ok, mình xin nhắc lại nha. Trong sự kiện tuần này vẫn đang diễn ra sự kiện rút thú, rút nhân 10 á. Rút nhân 10 được Hồng Vương. Đúng rồi, được bé Hồng Vương. Bé Hồng Vương thì theo mình cập nhật hiện tại là con bé gọi là mạnh nhất nhì trong game. Nó ngang ngửa với lại con Hắc Dragon mới ra. Đó, nên nếu mà các bạn nào muốn đi theo con đường của Battle Vương thì các bạn nhanh tay, nhanh chân vô mở trứng nhân 10 thì sẽ có Battle Vương để chơi. Nhưng mà cái đó có tỷ lệ thôi nha, chứ không phải là chắc chắn có đâu nha. Nên bạn nào hên thì sẽ nhận được Battle Vương. Ngoài ra, thứ năm sẽ có live stream nữa. Nếu mà các bạn nào muốn thích thú, yêu mến, yêu quý, nói chung là cảm mến Miu á, mà muốn Miu quay lại livestream cùng với tụi mình á, thì các bạn có gì các bạn like share nhiều vô, comment tên của Miu lên nhiều vô đó, thì nhà phát hành sẽ thấy là Miu rất là gọi sao ta, rất gọi là rất được lòng các bạn, nên sẽ mời Miu nữa. Nên tất cả các bạn nhớ, nếu mà yêu mến Miu thì nhớ like share nhiều vô, comment tên Miu nhiều vô. Cảm ơn các bạn.
Còn nếu mà ghét mình thì cứ comment tên mình vô để nhà phát hành kích mình ra cũng được. Kích canh vô chắc hơi kích tôi là không có kích tôi là không có code đâu á. Ừ. Ok. Chắc là hết thông tin nào quan trọng để mình có thể truyền tải đến được đến các bạn. Chắc là mình sẽ kết thúc một buổi stream ngày hôm nay thôi. Em có lời nào cuối cùng muốn nói với các user, các bạn bè đây, các fan mới không? Thì em nói lời cuối đi rồi để anh coi đủ 400 like, 400 share để anh phát code luôn rồi. Đây là lần đầu tiên mà view livestream cho nên là nói chuyện cũng còn ngại. Giống anh thôi, giống anh lần đầu thôi, không sao. Thì thả tim cho Miu đừng ngại, thả tim đi. Cảm ơn, thả tim đi. Cảm ơn mấy bạn đã thả tim cho Miu. Thì cũng không biết nói sao nữa anh. Nói chung là lần đầu, đây là lần đầu của em nên các bạn thông cảm. Đây là lần đầu tiên làm chuyện ấy nên các bạn thông cảm nha. Ok, hình như mình thấy là đủ 400 like, 400 share rồi đó. Như mình thấy là đủ 400 like, 400 share rồi đó. Mình không biết có phải không nha. Oh, 455 lượt chia sẻ rồi. Lượt chia sẻ. Như lời đã hứa là mình sẽ phát bao nhiêu cái con nhỉ? Một hả? Một cái. Wow. Một cái con. Một cái con 10 rương 10 chia cho bạn nào nhanh tay nhất. Ủa chưa nữa hả? Sao nhiều code quá vậy? Ok các bạn, đợi tí nha. Code đang hiển thị trên màn hình. Đang hiển thị trên màn hình chưa? Rồi, đang hiển thị trên màn hình là code mấy bạn chú ý sắp phát code rồi nè, kia đó. Code đang hiển thị trên màn hình là code 30 lần nhập đúng không ạ? Đúng rồi, code 30 lần nhập. Còn cái code mà 10 rương 10 chìa duy nhất là sẽ phát sau cái code này. Nên các bạn nào nhập rồi thì đừng có thoát nha. Ok, nhanh tay nào các bạn ơi. Code đang hiển trên màn hình. Mấy bạn thả tim like share nữa nha. Mình nhắc lại nha, hồi nãy bạn nào đã sử dụng hai cái code trên kia rồi, một trong hai cái code trên kia rồi thì không thể sử dụng này nữa. Nhường lại cho những bạn khác. Giờ không muốn nhường cũng không được nữa. Tại đâu sử dụng được nữa đâu. Tại vì một loại code bạn chỉ sử dụng được một lần thôi. Hát một bài cho em nghe đi anh. Ai vậy? Ai Phạm Đỗ Như Ngọc. Hát liền anh. Mình tạm chia tay nhau nhé em, để ta biết được có yêu nhau không. Hình như không yêu đâu. Ừ. Nếu mà em muốn anh hát cho em nghe thì em cứ inbox vào Facebook của anh. Đó, cái này gọi là canh vô với là làm ăn riêng nè. Làm ăn riêng nè. Inbox vào Facebook của anh để tối anh có thể ngưng nghe những giai điệu trữ tình đó, đưa em vào giấc ngủ để em có thể ngủ ngon hơn. Ayakamito, hát em nghe đi, hát câu nữa kìa anh. Thôi được rồi, anh nói rồi. Thì bây giờ bạn nào muốn anh hát thì cứ inbox vào Facebook của anh. Tối anh sẽ hát ru cho bạn nó ngủ. Oh. Ok, chắc là các bạn đã nhập xong rồi. Bây giờ sẽ là một code 10 rương 10 chìa. Đúng không ạ? Rồi ok, 3, 2, 1. Code 10 rương 10 chìa. Rồi, code đang trên màn hình nha các bạn. Các bạn, bạn nào, cái này chỉ dành cho một người duy nhất. Không biết là bạn một nào đó thôi. Không biết là bạn nào có. Các bạn nhập code đi. Không biết là bạn nào đây, bạn nào may mắn đây. Yeah, xin chúc mừng. Xin chúc mừng code 10 rương 10 chìa để về tay của Miu. Ủa, có. Ủa. Có. Cái này mình nói đùa thôi nha bạn. Chứ đây mình Miu làm sao mà lấy code của bạn được đúng không? Em nhập rồi. Anh Khôi Nguyễn. À, anh Khôi Nguyễn anh Khôi đã Nguyễn. Nhập rồi. Anh Khôi Nguyễn đã nhập được rồi. Vâng. Chúc mừng anh Khôi Nguyễn. Ok, chắc là mình sẽ kết thúc buổi stream ngày hôm nay đi. Xin nhắc lại một lần nữa với các bạn là vào thứ năm này vẫn sẽ có một buổi livestream nữa vào khung giờ 7:30. 7:30 là như sau giờ đánh boss đó. Sau giờ đánh boss thế giới. Đúng rồi, chính xác. Bởi vậy các bạn hãy đón xem nha. Ok, bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.